Kính thưa quý vị khán giả đang xem kênh YouTube Gia đình nhỏ Trọng Cà Mau. Bữa nay thì Trọng sẽ quay cho mọi người xem một cái quá trình để Trọng chuẩn bị một cái bữa ăn cho mấy bé nhà của Trọng. Đây nè quý vị, cơm này là Trọng nấu từ hồi trưa nè. Mọi người nhìn thấy cái hộp cơm ngon không? Cái kiểu mà Trọng nấu rồi Trọng ngâm nước gà đó, lúc đầu nó có hơn nửa son thôi đó nghe mọi người. Mà bây giờ là Trọng ngâm á, bây giờ nó ra nó mình nè. Đó, nó ngâm nó hút cái nè, nó hút cái chất dầu nè, mọi người thấy không? Ta Trọng nè. Nó bây giờ cơm này là mà mấy bé là nó ăn ngon là này đó. Nè. Ăn đi con. Tại vì nó rất là nãy nó có cái mùi ngon rồi đó mọi người. Đó, mọi người thấy không? Còn cái đó là gà. Dao này là mọi người cũng biết rồi. Từ chỗ nào cũng là khó khăn nên là Trọng có giảm lại một chút xíu nè. Hồi xưa Trọng nấu cái son gà tới đây nè. Giờ Trọng giảm đi một chút xíu. Bởi vì Trọng phải nấu với hạt nêm chai. Thiệt là ngon, rửa thiệt sạch ha, hầm thiệt là nhiều nước hầm tới đây nè. Và Trọng mới đổ vô hộp cơm này cho cái hộp cơm nó thấm cái gia vị. Thì mấy bé nó ăn mới ngon ăn ngon được. Bây giờ Trọng sẽ cắt gà. Đầu tiên là mình đổ vô đây. Khi mà mình ngâm với cái nước luộc gà với đổ cơm ra nó rất là dễ. Nó rất là mềm luôn. Cơm này là giờ nó thấm rồi. Cơm vẫn còn có cái mùi ấm của cơm chứ không có đang nguội nha. Đi ra đi Lucky, Lucky tránh chỗ đó, lật cái máy anh sẽ chết anh à. Thấy không? Đừng có lại chỗ cái máy điện thoại anh đặt đó. Gì Lucky? Anh làm đồ ăn. Cái này đầu gà đó mọi người, Trọng mua về là Trọng phải rửa xong rồi để tủ cấp đông. Sáng thì mình lấy cái bịch nó ra, mình cho nó giảm bớt lạnh chút thôi, giảm bớt lạnh một chút thôi là bắt đầu bỏ vô mình hầm. Xong đó là phải dùng kéo nè, cắt từng cái một ra. Thật ra cái cơm này là nó, đó là cái bí quyết mà Trọng cho mấy bé nhà của Trọng á ăn. Trọng thấy là nó hiệu quả. Phải ngồi kiểu bà Tám này thì mới có cái, nó mới đỡ mỏi, mới cắt được. Bỏ cái mỏ đi bớt. Trong các cái thức ăn mà mình mua là Trọng thấy là có hai loại mà Trọng hay chấm nhất. Đó là một là đầu cổ gà công nghiệp này, với hai là Trọng chấm cái gan bò. Trọng thấy cái gan bò thì nó cái mùi hôi á. Mình mua tươi á thì cái mùi hôi nó sẽ ít hơn cái gan heo. Và Trọng cũng đã có thử ăn rồi. Trọng cũng đã có thử ăn gan heo á, Trọng thấy cái độ nhẫn nó có hơn. Chứ mà heo nó ăn nhiều thứ mọi người, nó ăn cám tăng trọng rồi đó. Trọng nghĩ nó sẽ không tốt bằng cái loại gan bò ăn cỏ. Tại Trọng cũng có mua gan bò về Trọng kho khô tiêu Trọng ăn thử. Thì Trọng thấy là cái gan bò nó béo hơn mà nó không có cái mùi nhẫn của cái gan. Chứ cái gan heo thì mọi người thấy nó sẽ có một cái xíu vị nhân nhẫn. Nấu cái này là Trọng dùng mới thức, Trọng ngủ trưa chút xíu nè, giờ thức thì cái đàm nó kéo. Trọng thì nấu bằng hạt nêm mà cờ no rau củ á mọi người, để bổ sung cho các em. Còn Trọng thì Trọng thực chất thì Trọng mấy bé nhà Trọng thì Trọng ít cho ăn rau củ, rất ít.
lâu lâu mới cho ăn một lần thôi. Tại trọng cho ăn á, mỗi lần cho ăn rau củ á, trọng thấy nó đi vệ sinh á, hôi quá, với mà phân nó kỳ lắm, nói chung là nó có màu xanh màu này màu kia, nó lỏng đồ các thứ á, trọng thấy nó là nó không đảm bảo đâu. Đó là cái cảm nhận riêng của trọng, nên là trọng cứ cho nó ăn này với cơm, cơm trắng như thế này thì trọng thấy nó cái phân đi vệ sinh cứng đặc, nó đỡ hôi hơn, thì trọng nghĩ là nó tốt. Thật ra cái vấn đề mà cho ăn rau, ăn củ hay ăn thịt hay ăn cá gì đó ha, đó cũng là một cái vấn đề rất là tranh cãi. Thì trọng nghĩ là mấy bé chó thì nó ăn cái gì cũng tốt cả, chỉ cần mình cho nó ăn no mà phải vệ sinh nha, phải cho ăn no và cũng vệ sinh rồi cũng phải gọi là đảm bảo chút xíu, chứ đừng có nghĩ nó là chó rồi cho nó ăn không có vệ sinh thì không được đâu. Mình mua gan mua đồ về hay gì đó rồi mình để ruồi bu kiến đậu á vô ăn là không tốt cho các em đâu. Rau củ cũng vậy, rau củ mình đã mua cho chó ăn thì thường thường là mọi người sẽ mua cái loại rau củ nó không phải là chất lượng hạng một giống mình ăn, về mà mình không có sơ chế, mình không có tẩy rửa đó thì thuốc trừ sâu đồ nó cũng chưa chắc nó không tên, nó cũng tốt không tốt đâu. Nên là trọng nghĩ là ăn cái nào thì nó cũng tốt cả, nhưng mà chỉ cần cho các em ăn no ăn sạch thì dù có ăn rau củ hay là cái nào cũng tốt, theo là trọng nghĩ vậy. Nhưng mà bản thân cái kinh nghiệm mình của trọng thì trọng vẫn cho nó ăn cơm với thịt xương cổ đồ nè, thì trọng thấy bị gì chỗ trọng trong cho ăn như vậy thì mọi người biết rồi, từ những bé chó bị viêm da rồi bị bệnh trọng chăm sóc nó đều tốt. Nên là có cái gì mà mình đã thấy nó tốt rồi thì mình không có nên thay đổi. Trọng thấy nó các bé nhà trọng mọi người thấy không, từ cái bé gần đây nhất là bé Tiền đó, lúc về nó thúi lắm, rồi xong bây giờ cạo lông cạo đồ cho nó ăn nó cũng ăn mập mè mạp, nó cũng ăn ngon mà. Nên là rồi nó hết rồi, mấy bé này hồi xưa bé này cũng nhóc bé bị viêm da nè, rồi trọng cứ cho nó ăn theo cái công thức này mà nó đỡ bệnh. Rồi bé Bo cũng cái đậu xỉn nó cũng có, nên là trọng nghĩ chắc mình cho ăn cũng đúng rồi, mình thôi trọng cứ không có thay đổi lắm, lâu lâu thì mới có củ là củ chứ không có rau. Mọi người hay sử dụng từ rau củ, nhưng mà thường thường là trọng thấy là cho ăn củ chứ không ăn rau được. Nếu con chó mà nó ăn rau được á là nó ra đường nó gặp cọng rau muống hay là gặp cọng rau gì là nó tự ăn rồi, giống như con gà, con vịt hay con ngỗng đó, là nếu mà nó ăn rau được là nó gặp cọng rau là nó ăn rồi. Còn đằng này mình có bao giờ mình thấy nó ăn rau đâu. Ví dụ giờ mình mọi người thấy, nếu mà mọi người để một cái củ khoai hoặc là một cái trái bí để đó là con chó nó đói chết nó còn ăn, thì trọng nghĩ là trọng cho nó ăn theo bản năng. Trọng nhớ có người ta nói vậy nè, cái ví dụ như con chim á mọi người, con chim mà nó ăn trái cây thì cái trái cây nào mà ngon nhất là con chim nó biết, là nó cũng sẽ tự động nó ăn. Rồi nhiều con khác nữa, con chuột con đồ đó ha, mà nó ăn cái củ khoai đi, nó đào cái chỗ nào xuống đi, nó ăn cắp khoai lang rồi đó, nó đào chỗ nào xuống, nó đào cái củ nào là củ đó ngon nhất, cái củ đó bự nhất. Chứ nó con vật nó có cái bản năng riêng của nó, nên là trọng không có trọng thấy cái bản năng con chó này, nếu mà để nó tự nhiên á là trọng thấy nó không có ăn rau. Thôi nè, liên quan gì mấy mày, nhà ngà bên không, nhà người ta làm công việc bên đó. Thôi mất, anh nói nghe không, đi vô, mày quay ra nữa tao đánh mày đó. Đôi lúc phải la nó gì, nhà người ta bên xây nhà rồi có công nhân có thợ đến mà mình không la nó sủa ngày 80 giác, phiền lỗ tai của mình mà cũng và phiền hàng xóm, rất là phiền hàng xóm luôn, người ta chửi mình chết. Nửa hàng tới còn khác hàng, anh nói anh giận đó nha, quê là khó què nha chưa.
cái khâu này là khâu mà lâu nhất, cái khâu mà cắt từng từng cái miếng thịt ra nè. Trọng cắt thì còn hơi to, thằng Vũ nó rảnh lắm, nó cắt còn nhỏ nữa. Trọng thì trọng lười đó, trọng cắt này là hơi gọi là hơi hơi to, chứ Vũ nó cắt nhỏ mình mất luôn á, nó cắt hay lắm. Trọng thì dở hơn nên trọng cắt như thế này. Trọng mỗi lần trọng nấu cái nồi này ra nó thơm lắm, nó thơm phức à, hầm mềm gì nè. Bữa nay cũng không mềm lắm, nay là chưa đạt chuẩn, chưa theo ý mình nguyện của trọng. Mà tại vì bữa nay trọng có một cái công việc là trọng phải qua bên Phương Cá Cha để giúp đỡ Phương Cá Cha, nên là cái kiểu là con Vũ thì đi về quê thăm vợ con, nên là mình ở một mình trọng á, là làm hai ba công việc như thế thì nên là trọng hầm cái này nó chưa có đạt cái ý nguyện của trọng. Với trọng mà trọng nếu mà trọng hầm nó là bóp ra là nát luôn. Chủ yếu là trọng lấy cái nước cho nó thiệt là ngon để trộn vô cơm cho nó thấm. Ăn uống đàng hoàng vô nghe chưa? Ăn đi Nhật. Ở ngoài sân cũng còn 3 suất nữa. Ăn không có đứa nào cự nhau nha. Bé nhà trọng thì nó khoái giỡn lắm, còn ăn uống thì thường thì nó cũng không có gọi là nó không có cạnh tranh với nhau lắm, trừ khi những cái món đồ ăn vặt đồ mọi người thấy nó vui nó giỡn vậy thôi. Chứ còn tới giờ ăn chính thì cũng không đến nỗi là giành giật nhau. Ăn xong rồi cái xong chừng chút nó gáo trọng xuống trọng quét mấy cái cơm rồi đó, cơm thừa rồi đó nè, quét lại một lần nữa là xong. Mọi người thấy không, từ sáng đến giờ mà chỉ có vài cọng gáp thôi, chưa quét đó. Mấy em nhà của trọng thì phải nói là một điều là ăn là chỉ có thịt với cơm thôi, ít có ăn rau. Tại vì trọng biết làm sao nữa, mà trọng nuôi trọng thấy nuôi theo kiểu dân gian á, nuôi thì kiểu ở quê hồi xưa nhà trọng nuôi á, hồi sớm trọng rồi đó, nuôi theo kiểu là bình dân á mọi người, có cái gì ăn cái nấy, nó ăn cũng giống người mình vậy đó, chỉ ăn cơm ăn cá rồi thôi, hồi xưa không có canh rồi đâu. Trọng thấy cái sức khỏe của mấy em trọng nó tốt nên là thế trọng phát huy. Trọng có nhiều khi trọng muốn tâm sự với mọi người là nuôi á, trọng nuôi chó, hôm nay mấy em ở đây nè, là trọng tại sao mà mấy em nhà của trọng, thứ nhất là nó không có bị bệnh, không có bị bệnh viêm da, nó không có bị bất cứ một cái bệnh nào hết rất là lâu rồi, là tại vì trọng cho các bé nhà của trọng sống bằng cái bản năng của một bé chó. Là mọi người thấy cái bản năng là trọng nói là gì, con chó nó thích cái gì là trọng cho cái đó, nó thích ăn cái gì là trọng cho nó, trọng không có ép. Ví dụ như là nó không thích ăn rau là trọng không có ép ăn rau, tại vì trọng nhiều lần trọng cho nó ăn thử á, nghe lời mọi người cho ăn thử, trọng thấy nó đi vệ sinh không được, đi vệ sinh tanh lắm, hôi lắm, tại vì nó ăn vô ba cái bí hay là cái gì đó tự nhiên cái nó đi vệ sinh lỏng rồi nó hôi, nó không đặt được giống như là cái lúc bình thường. Trọng thấy nó cái sức khỏe nó không tốt. Có lợm quay ra lợm, cái đó cho chị tỷ chứ không phải cho con. Cái thứ hai nữa là có nhiều người kêu trọng cho ăn chay hay là gì đó thì trọng xin trả lời luôn là trọng từ chối, là bản thân của trọng là một Phật tử, cũng là đã quy y Tam Bảo rồi, có pháp danh chứ, bản thân trọng là một Phật tử chính hiệu rồi. Nhưng mà bản thân của trọng còn chưa ăn chay được nữa. Bản thân của trọng là vẫn còn một cái con người ăn mặn. Thì không lý gì mà trọng lại áp đặt cho các em là phải đi tu để thoát dòng nhân quả luân hồi, để thoát dòng kiếp chó đâu. Thì người ta có nói một câu nè, thương nhau ở kiếp này biết có kiếp sau không, mà mình hẹn ở kiếp sau. Làm gì để có kiếp sau, để mà người thương người nhớ. Đó, bài hát cũng có đó theo mọi người.
thì nói chung là trọng có duyên với mấy em ở kiếp này thì trọng chăm sóc cho nó đi, chứ cũng đừng có nghĩ đến là kiếp sau hay gì đó. Một cái điều nữa là có khi mọi người á, kêu trọng nghe kinh thì thật sự là trọng cũng không có bắt một cái máy nghe kinh nào ở nhà trọng hết. Và có nhiều người vì điều đó mà cũng giận hờn trọng, hay là thấy trọng cứng đầu, hay là trọng là người chắc không tốt nên là không thích nghe kinh. Không, bản thân của trọng là một Phật tử mà trọng còn chưa có nghe kinh, bản thân trọng còn chưa có tịnh tu qua kinh Phật nữa, thì trọng cũng không nghĩ là mình phải áp đặt cho mấy em đâu. Mấy em sống với trọng là bằng một cái là gì đó, nó đời thường nhất, nó thường nhất. Trọng thương mấy bé này bằng một cái gì đó nó thường nhất của con người với nhau. Nó thích, nó đã dở sống kiếp chó rồi thì bây giờ nó thích ăn thịt là trọng cho nó ăn thịt. Ví dụ như giờ mà trọng đưa cái củ cải, củ khoai mà nó thích ăn củ khoai, nó không thích ăn thịt là chắc chắn trọng cho nó ăn khoai. Trọng cho nó sống theo đúng ý của nó. Con người ta vui nhất, hạnh phúc nhất ở cái cuộc đời này là được sống đúng với cái ý nguyện của mình. Thì trọng nghĩ con chó nó sống hạnh phúc nhất của cuộc đời chó là nó sẽ sống được đúng với cái tâm nguyện của nó, là được yêu thương, được ăn thịt, được chạy, được nhảy. Chứ còn mình cứ nghĩ trời ơi, thật ra trên đời này có ai chứng minh được là có kiếp sau không? Mình nói cho nó ăn ăn cực ăn khổ để kiếp sau nó thành người. Lỡ nó không có kiếp sau thì kiếp này mình cho nó ăn, vậy là mình ác với nó rồi. Thôi trọng lên trên cho mấy con bé trên nó đợi dữ lắm rồi. Rồi bây giờ tới cái khu vực ở trên với ở ngoài sân. Đây nè con, trời ơi tiền cả thằng tiền là ham ăn lắm nên là ăn trước. Đây chia ra xa xa mỗi con cái gì nè cho khỏi có dành ai hết á, hiểu không? Nè con vô góc này con ăn cả liên quan nữa nè. Ra đây nè đó, mỗi con mỗi kiểu khỏi liền ai hết á. Ôi chục chân ơi, chục chân bo nè con, bo phải vô trong nè con đó, bo phải vô đây cho nó yên tĩnh, nó ăn nhiều lắm đó, con ăn đi ha. Ô anh trọng chọn cơm đó ngon không, mày che tao đá mày liền ấy, phải thế chứ sao con không ăn, ai làm gì con hả? Nè thưa con nè, đó ăn ngon không? Mệt mọi người, một mình là còn muốn quay phim lại cho mọi người xem nó cũng đuối lắm. Thì trọng cũng chia sẻ với mọi người là những cái gì mà trọng cảm nhận được, và cái đó là cái ý nghĩa riêng của trọng. Thì thật ra gì này, trọng cũng không có bắt ai là theo cái ý của trọng, và mọi người có một cái suy nghĩ khác nhau, mọi người có một cái cách sống khác nhau, mọi người có một cái cách tu khác nhau, một cái mọi người ai cũng có một cái cách làm người tốt khác nhau. Thì trọng cũng chỉ nói lên cái ý của mình chứ không phải là đại diện cho tiếng nói chung gì cả. Thì cũng giống như điều đó, thì mọi quý vị cũng sẽ có những cái suy nghĩ riêng của quý vị, những cách làm riêng của quý vị, cũng không thể ép trọng nghe theo. Đây nè con vàng ơi, cũng không có suy bắt trọng phải làm theo cái ý của mọi người được. Con vàng sao nó không thấy đâu, không thấy đâu. Có bầu rồi, hình như là có bầu rồi. Hai bé này thì được một cô đã điện về cho trọng và nói là sẽ hỗ trợ hai bé này thiến. Thì trọng cũng đã nói với cái cô ở cái bên và cô cũng đã đồng ý để cho trọng thiến, nhưng mà sợ nó có bầu á, để ít hôm nữa xem nếu mà em không có bầu á thì trọng sẽ đi triệt sản cho hai em này. Vậy chứ hồi nó ăn hết trơn à. Hy vọng là trọng sẽ triệt sản được cho hai em. Đâu
Nếu mà thật sự một người mà chăm sóc mấy chục con chó thôi nha, nếu mà chăm đúng bài, đúng bài bản, đúng mà cái cho nó sống tốt luôn á, là mỗi người chăm khoảng 30 con là thấy đuối. Bởi vì có nhiều người chăm rất là nhiều đó, trọng cũng rất là nể luôn, cũng rất là khâm phục. Mà nhầm khi chính vì cái nhiều vậy mọi người thấy cái chất lượng nó không được tốt là vậy đó. Nhưng mà tại vì các bé bị bỏ rơi nhiều quá, rồi nhiều mảnh đời quá thì họ cũng phải cố gắng thôi. Chứ một người á mà chăm một em chừng 30-40 em thôi là thấy đuối á. Ông Tiền á thương lắm. Già, hai ông già dạo này ăn cơm rất là ngon. Mấy con ở dưới nè, ăn xong rồi bây giờ con ở trên con dưới sủa nhau đúng không? Kỳ cục vậy. Cho ăn uống no sai rồi bây giờ là mỗi con trên con dưới sủa nhau. Sủa làm cái gì? Nay còn phải đi mua một bao gạo mới. Mua gạo khô hơn. Gạo này là gạo người ăn nè, nên là nãy chồng không có đi mua chồng nấu nên là nó sẽ hơi hơi khô, hơi nhão một tí. Bị gì dẻo mà mình trộn nước vào thì nó sẽ bị mềm, bị dẻo. Còn nếu mà học khô là mình trộn vô là nó tơi lắm, nó tơi bời luôn á. Tiền ông ăn tội nghiệp lắm. Thương. Bữa nay nó cũng mập lắm, nay cũng gọi là sức khỏe cũng gọi là rất là ok luôn. Sức khỏe bữa nay rất là tốt rồi. Nay nó không còn hôi thối nữa, tại vì cái da nó là giống như là chồng chị hết rồi. Thật ra cũng có chị gì đâu, nói chị cho gì đó. Tất cả chả gì cả, chỉ cần mình cắt lông mình cho nó ăn uống đầy đủ, nó có sức khỏe rồi tắm cho nó 1-2 lần bằng cái sữa tắm mà mua ở tiệm đó. Thế thôi là tự động nó hết rồi, chứ không có cái gì gọi là ghê gớm. Trừ khi những cái viêm da gọi là viêm da vi khuẩn thôi, chứ còn những cái mà vết ghẻ hay là kiểu gì đó. Hồi xưa mọi người nhớ không, kể cả con người chúng ta hồi xưa mà thời mà còn nghèo khổ, còn nước chưa có nước sạch đồ tắm đó, thì con nít bản thân trọng hồi xưa cũng bị chí nè, bị ghẻ nè thì dễ thôi. Lỡ nó có bị ghẻ thì mình tắm thì rửa sạch sẽ lại rồi mình xức thuốc nó hết thôi. Chẳng qua là những cái bệnh viêm da nặng quá thì khó trị đi, còn cái kiểu gì là dễ lắm, không có cái gì mà khó khăn cả. Tại vì hôm nay trọng tâm sự với mọi người, đúng ra là trọng tâm sự nhiều lắm á nghe, tại vì rảnh mà trọng vừa cắt thịt là trọng vừa, nhưng mà cái máy trọng nó quay được có một đoạn à, tự nhiên cái nó ngắt cái đoạn sau, nên là nói chuyện sẽ có những lúc này lúc kia nó không logic là mọi người xem, mà chủ yếu là xem mấy bé nha. Còn những gì trọng nói thì mọi người thấy nếu nó không logic, có lặp qua lặp lại đó, mọi người thông cảm cho trọng nha mọi người. Thì trọng cũng muốn là chia sẻ đây, trọng không có cái clip này là trọng nói luôn là trọng không phải là dạy đời hay gì nghe. Có nhiều người ghét trọng thì nói trọng dạy đời, đâu không phải đâu nha. Đây là trọng chia sẻ cái kinh nghiệm của riêng bản thân gia đình nhỏ trọng Cà Mau về cái chế độ ăn uống, rồi về cái chế độ cho các em ăn thế nào, nó bệnh trị như ra làm sao, cũng như là cái quan điểm riêng của bản thân trọng để duy trì cái ngôi nhà nhỏ trọng Cà Mau này. Chứ không mọi người cứ nói trọng nói tầm sàm bắt đế mất công lắm, tại vì giờ trọng cũng cũng sợ lắm mọi người. Trọng sợ đây rồi đối qua đôi chất qua đó chất lại á thì nó thành khẩu nghiệp, mình làm việc tốt không được bao nhiêu mà cuối cùng thành toàn xấu không chết. Nên là trọng muốn nói là gì, những gì trọng nói ở đây đó là cái quan điểm cá nhân riêng của trọng, chứ không phải là cái quan điểm mà đại diện cho một ai hết hay là quan điểm chung gì. Vậy trọng cũng là một người bình thường thôi, thì là khác với những cái người thì cũng giống như là những cái người khác, cũng giống như một mạnh thường quân hay là một cái người nuôi chó nào đó, thì họ cũng có cái quan điểm riêng của họ. À, con chó thì nó cần phải ăn chay, nó phải cần phải niệm Phật để kiếp sau nó thành người. Còn quan điểm của trọng là kiếp này mình sống tốt đi thì tự ắt kiếp sau mình cũng sẽ là được tốt, nếu đó là nhân quả, cần gì phải mình phải làm những cái ô dề vậy. Đơn giản thôi, mình chỉ là một con người tốt thôi là tự nhiên mình cũng sẽ tốt thôi.
đối với trọng là như vậy, là trọng cũng không ép buộc các em gì hết, không ép các em phải nghe kinh kệ gì cả, không có ép các em phải ăn chay, không có ép làm gì hết, chỉ cho nó sống bằng bản năng. Đó là trọng chia sẻ, là cái nội dung của trọng muốn gửi đến là gì, là nhà trọng được mấy em tốt như thế này thì chẳng qua là trọng sống cho nó sống theo cái bản năng đúng của một cái loài chó. Bye bye tất cả mọi người nha. Bây giờ Vũ nó đã về quê rồi mọi người, thì trọng sẽ ít đi quay, nên là trọng sẽ thường xuyên quay các em hơn, rồi cũng tâm sự với mọi người nhiều hơn. Bye bye tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.